live show kỷ niệm 10 năm ca hát của anh đó nha. Em ơi, toàn là ngôi sao không nha. Lý Nhã Kỳ sẽ tặng anh 1 kg hột xoàn. Em sẽ kêu Lê Dương Bảo Lâm livestream miễn phí cho anh luôn nha. Rồi có Thu Trang nè, Tiến Luật nè. Em mời anh Hoài Linh tới luôn. Thiệt là toàn bộ ngôi sao Angela Phương Trinh, Angela Baby. Em mời Justin Bieber về cho anh luôn nha. Yên tâm, Bieber mà về rơn cho anh nguyên một cái show luôn nha. Yên tâm nha. Rồi nha, nhớ nha, chừa sức để hát cho em nha. Bye bye anh, I yêu anh, love you. Rồi bởi tao nói là bầu xô khổ gì. Anh là bầu xô hả? Chào cưng, anh xin tự giới thiệu. Anh là người đàn ông bầu bì nhất tôi biết. Bầu bì? Anh là bầu xô, anh tên Bì, bầu bì à. Anh bầu bì này, em quen nhiều người nổi tiếng lắm à. Ta dắt một rừng, đừng có nói lớn. Người ta biết anh bầu xô quen với nhiều mà nghệ sĩ lớn ra ta ám sát. Nghe cái giọng của cưng á, hát hay lắm đúng không? À, thật ra là em hát tạm tạm thôi. Ôi, mấy đứa mà hát hay giấu lắm, nó nói gì tạm hát một cái trời bánh rạp. Nhưng mà ước mơ chính của em thì rất là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Còn chạy đi đâu nữa, tới với anh. Anh là người mát tay nhất tôi biết. Anh có thể đưa tất cả các ngôi sao nổi tiếng rực rỡ luôn. Đây nè, biết Thu Trang không? Dạ biết. Tiến Luật biết thôi. Biết luôn. Anh làm giới thiệu Tiến Luật để quen Thu Trang, sau đó hai người mới kết hôn với nhau đó. Nên luôn. Em biết Lâm Vỹ Dạ thôi. Dạ biết. Hứa Minh Đạt biết không? Biết luôn. Anh giới thiệu đó, hồi xưa là Lâm Vỹ Dạ đó bán cơm tấm đó em. Anh đưa Hứa Minh Đạt tới ăn xong hai đứa yêu nhau rồi vô showbiz lên luôn. Biết Lê Dương Bảo Lâm không? Biết luôn. Thằng hay livestream đó. Đúng. Một tay anh, cái bộ livestream đầu tiên của nó là anh tặng nó đó. Anh đưa nó vô con đường livestream mà. Em biết cái câu mà, mọi người ơi bơi vô đây ai chị không? Một tay anh chị nó đó. Thế thì em gặp đúng người rồi anh ơi. Anh chỉ cần đưa em nổi tiếng, em chỉ cần được làm ca sĩ thôi. Anh nói gì em cũng làm hết á. Bây giờ muốn làm ca sĩ nha, thì anh có một cái công ty. Công ty của anh là chuyên tìm kiếm lùng sục, lăng xê để đưa những người bình thường nhất nổi tiếng là lên luôn. Nè, bộ hồ sơ gia nhập cho công ty. Đây là cái hợp đồng, em xem trước đi. Diễn xuất 20 triệu. Đúng rồi. Ủa anh, em vào làm ca sĩ mà, đâu có muốn làm diễn viên đâu, mà sao phải học diễn hả? Ca sĩ là phải ra MV đúng chưa? Mà ra MV mà em không diễn thì em ra bằng cái đường nào? Em phải học diễn em mới lên luôn. Nhớ nha, ra công ty anh nói cái gì chỉ cần nghe lời anh là được, đừng có cãi. Rồi, bây giờ anh tính vậy. Bây giờ anh hẹn em 12 giờ trưa mai mình ra công viên mình gặp nhau nha. Anh sẽ làm cho em lên luôn. Sẽ cho cưng biết đầu tư âm thanh ánh sáng hiện đại tân kỳ tân quý cho em. Đảm bảo em chưa bao giờ thấy một MV nào mà khủng khiếp như vậy. Đội ngũ quay phim của em là khủng khiếp, chất lượng ta nói là hiện đại nhất hiện nay. Khoan đi, anh thấy trong cánh mắt của em nha, cái gì? Nghi ngờ hả? Đang phân vân chứ gì. Em có quyền từ chối, nhưng cơ hội chỉ tới có một lần thôi. Nếu cưng không nắm bắt thì thôi, anh lấy lại. Được không anh? Anh hết hồn. Trời hú hồn luôn á. Trời, đang gồng gần chết luôn mà, thiệt á, hết hồn. Sao vậy anh? Không, đang đứng đợi gồng, đang tạo nét điện ảnh á, dễ thương. Trời, sao đi trễ vậy em? Anh ơi, em... Sao? Em sao? Em sao cưng? Nhưng mà... mới được 8 triệu thôi ạ. 8 triệu hả? Anh dặn là 10 triệu mà. Sáng giờ em đi muộn là vì... em cứ phải chạy khắp nơi, rồi vay mượn. Em đã cố gắng hết sức rồi ạ. Không sao, đối với anh tiền bạc không quan trọng. 8 triệu cũng được rồi. cảm ơn anh. 8 triệu thì anh quay theo 8 triệu không sao hết. Bây giờ năm trước tôi vô mình tập trước là em là người mới đó, đó. Bây giờ cho anh biết cái dòng nhạc của cưng nha. Cái dòng nhạc của cưng á. Em thì trẻ nên là em bắt kịp trend và em theo rất là nhiều loại đó. Điển hình như là hip hop này, pop này, pop R&B, soul này, hip hop này, ballad này, rock. Em chơi tất luôn. Hip hop, freestyle, rap, rap. Anh kêu em nói là cái dòng nhạc em hát chứ không phải là cái dòng công việc của em. Ok. Thì cái dòng em... Cái gì mà nãy gì nghe gì mà bóp, bóp cái gì? Bóp tay, bóp chân hay là bóp đầu gối? Cái gì còn gì còn tóc, cái gì đó, tóc mía hả? Cái gì còn nãy còn nghe cái gì? Cái gì hấp hối gì đó, hấp hối, phi hành, phi tỏi gì đó. Em ơi, cái dòng nhạc con hiểu không? Biết không? Biết nghệ thuật không? Vâng, biết. Biết nghệ thuật không? Bây giờ nào, hát cho anh nghe đi. Anh sẽ chỉ định cái dòng nhạc cho em. Hát cho anh nghe đi. Trước khi hát này, coi đây là sân khấu chính, sân khấu lớn của mình. Trời ơi, nhiều khán giả. Trí tuệ có ngôi sao. Trí tuệ ngôi sao là phải chào khán giả. Rồi, rồi. Giới thiệu đi, Đúng, Đàm. Chất giọng tốt. Vỗ tay. Khán giả vỗ tay quá trời kìa anh. Ca sĩ hay giới thiệu kìa em Cường ơi, giới thiệu mà không nghe một chữ nào mới là ca sĩ. Đúng rồi, hát luôn. Em hát luôn nhá. Ok. Yeah. Ta đến lúc anh phải nhận ra đằng sau lưng anh là gì dù chỉ một thứ thôi cha là vì đã đến lúc anh phải nhận ra. Ê. Hát gì vậy? R&B. Không nghe gì hết trơn rồi á. Em ơi, em hát là muốn đi vào lòng khán giả là phải hát cho người ta nghe thì mới vô lòng, mới cảm được, em hiểu không? Thì em mới nổi tiếng, người ta mới thương em được. Em hát gì mà không ai nghe trên lúc ra chứ ai không ai nghe hết trơn. Bây giờ anh chỉ định cho em một dòng nhạc, hát xong đi vô lòng khán giả luôn. Nổi luôn, em lên luôn. Bolero. Hả? Bolero cho anh. Không, anh không, tuyệt đối không được. Em không được. Em không nghe được cái dòng đó. Trời ơi, bây giờ anh nói là em phải nghe. Em đã vô công ty của anh rồi. Anh dạch kế hoạch ra là em phải làm theo, không có cãi. Nhưng mà nhớ em... không? Anh dặn rồi. Em có thuộc bài nào đâu. Được hết á. Rồi giờ vô em chuẩn bị làm nha. Thế ekip của mình nhớ hết rồi ạ? Hướng này. 2.000 con người đang đợi em hướng này. Người mẫu cho em nha. Trời ơi, giới thiệu nữ chính của em là người mẫu nha. Đảm bảo với em là tung nóc. Em đầu này làm lên luôn. Đấy rồi, chuẩn bị quay nha em ơi. Chuẩn bị quay anh. Anh ơi. Gì? 2.000 người đâu? Ekip của mình á. Đây nè. Em thấy không? Đâu? 2.000 con người đang di chuyển. Thấy không? Anh nó dặn ekip là không được ngừng lại nhìn mình luôn mà, thấy không? Đầu tư diễn viên quần chúng mà tới 2.000 con người, thấy không? Xe hơi, xe máy, xe cộ đi tùm lum, thấy không? Đây là người đi đường mà. Diễn viên của bên anh, em tưởng người đi đường là em lầm rồi. Lầm chết, diễn viên bên anh đó. Nè thấy không? Anh nói nè. Ngân. Thấy không? Đèn đỏ nó ngừng lại liền, thấy không? Chấp hành luật giao thông. Trời ơi, xuất sắc. Rồi, còn... chuẩn bị quay nha. Nhưng mà... cái gì nữa? Còn ekip hùng hậu đâu rồi? Đây, ekip hùng hậu đây. Có một người vậy. Hùng hậu là nhiều người mà. Đâu? Hùng hậu là tên nó. Trần Hùng Hậu. Quay được chưa? Cần gì nữa không? Hả? Người mẫu của em. Người mẫu của em. Đảm bảo với cưng là người mẫu này sẽ thành hot trending luôn nha cưng. Em ơi, bánh nụ ra cưng ơi. Dễ thương không? Trời đất ơi. Đó, thấy chưa? Dễ thương, dễ sợ bé nè. Chào anh. Đây là trợ lý của chị model đúng không? Trợ lý đâu, trợ lý em, nó người mẫu, model đấy. Đấy là, trời ơi, không tin nữa em. Nó người mẫu quảng cáo. Quảng cáo gì vậy? Thuốc tăng cân. Ê, nhưng mà thế này thì không biết nói sao. Đừng có cãi anh, nghe lời anh đi, đừng cãi. Đây nè, cưng có biết giới trẻ bây giờ cái xu hướng á là thích những cái thứ gì mà lớn nhỏ không có thích. Thích là đây nè, siêu to, siêu khổng lồ đây. Đây, cái này hot, nó sẽ hot. Tin anh đi, chắc chắn các bạn trẻ sẽ mê lắm. Anh thương em lắm, anh mới kiếm người mẫu cho em vậy đó. Chứ mấy đứa bình thường là anh đẩy mấy cái thứ hàng vặt nhỏ không à. Em biết người mẫu mà mấy đứa tập á, tập 6 múi mà tập mà trào máu luôn em. Không có nổi, mấy đứa này nè mới nổi là siêu to, siêu khổng lồ đi. Quay nha. Make up. Mày ngồi mà nhổ râu hoài đi. Qua make up cho nó kìa. Dặm cái mặt nó lại. Ông Bỉ. Gì? Em đi nhiều á là ông Bỉ biết giá em đúng không? Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay em cho free. Mày cho free? Ừ. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá. Có điều kiện nha. Điều kiện này nè, một lát nữa mở MV ra cho cái cảnh em hùng nha. 50. Kỳ kỳ quá à. Nếu mà ông Bì không cho em hùng á, em hùng Bì đó nha. Ok ok. Ê, lắm thiệt á. Ừ, mà nói nghe nè, còn nữa. Nữa hả? Ừ. Gì nữa? Một lát nữa cho em một cảnh với anh ấy á. Lại chị, em lại chị. Em muốn cái clip của em á, cái MV của em ra bị cấm cờ báo cáo, em lại chị. Cảm ơn chị nha, bỏ nha. Tao lại mày đi. Quỷ này. Dạ. Hùng Hậu ra ngoài. Ừ. Anh, hả? Giờ mình diễn gì? Mà hát bài nào? Bài hát của anh chỉ định cho em, viết riêng cho em luôn. Wow. Yêu em cho tới lúc lâm chung. Hả? Đang yêu quá chứ. Anh, hả? Giờ mình diễn gì? Mà hát bài nào? Yêu em cho tới lúc lâm chung. Hả? Lâm chung? Lâm chung là chết hả? Ừ. Trời anh ơi, yêu kiểu gì còn ghê thế? Không ghê đâu. Kịch bản này là tâm huyết của anh, idea của anh trong đầu nghĩ ra. Đảm bảo với Cưng là Cưng sẽ lên luôn. Cưng biết chuyện Romeo Juliet không? Anh sẽ làm y chang vậy. Hai đứa em yêu nhau thấm thiết nha, mà gia đình hai bên ngăn cấm. Tới lúc mà phải nhốt con nhỏ này vô trong một cái nhà riêng. Nó đói mà nó chết. Thấy ghê chưa? Chuẩn bị lúc mà nó chút hơi thở cuối cùng đó, em tông cửa, em đạp cửa, em đi vô. Em vô xong em thấy bao nhiêu đó là em tàn phá hết. Tàn sát? Ừ. Thôi ơi, ghê quá à, giết chóc ghê quá à. Gì giết chóc ghê, có gì đâu ghê. Giết mấy con chuột thôi mà. Mấy con chuột mà dành đồ ăn nó mới chết đói đó. Hiểu không? Đừng có sợ. Lúc mà Cưng vừa bước vô, em giết xong mấy con chuột xong, em thấy người yêu đang thôi thớp. Em dùng hết sức bình sinh. Em dùng hai tay em sốc nó lên. Trời ơi, anh nhìn em này, thân em như thế này sao mà em bê được? Không sao, anh có cách hết. Vì tình yêu em làm được. Em vượt qua sức nặng ngàn cân của nó, em làm được. Em sốc nó chạy trong mưa nha Cưng. Chạy marathon 1500m, chạy thẳng bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện, dắt cái bậc thềm một cái, nó đè lên người em. Em chết, nó chết, hai đứa chết. Trời, tình yêu đẹp quá em ơi. Anh còn tự nể, cho nhiều khi thế nể mình có ý tưởng hú hồn luôn em. Nhưng mà anh ơi, thôi kịch bản lố bịch lắm. Anh một anh cho anh đổi kịch bản hoặc là không thì em không làm đâu. Ê, lố bịch là lố làm sao? Lố bịch là lố làm sao? Trời ơi, nghe mà tức ghê luôn á em. Nhớ nè, vô công ty anh dặn rồi, không có được cãi anh nha chưa. Anh nói gì nghe đó đi. Tất cả chuẩn bị. Ekip quay Hùng Hậu. Dạ. Vô nè. Ra quay nè. Dạ. Sao? Máy quay đâu mà có mỗi cái chân vậy? Đừng nè. Cái này là cái chân máy. Cái máy đâu? Máy nè. Máy quay đâu? Tôi người dùng điện thoại. Cái điện thoại quay được em. Thời buổi này cứ muốn gì nữa. Em đưa anh có 8 triệu à, chứ phải mày đưa 800 triệu đâu. Mày đưa 800 triệu đi, anh đưa cho mày cái máy quay điện ảnh, hiểu không? Cái này là quay được rồi. Nè, cái chân máy này là đã từng đưa Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng nhờ livestream đó. Cưng sẽ lên luôn, tin anh đi. Rồi giờ chuẩn bị nha. Mặt không vào, đừng vào. Mé ra kia quay nha. Mặt không vào. Vui lên. Anh nói phải nghe, đừng cãi. Rồi tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Diễn lại cái cảnh hai đứa yêu nhau lén lút giữa công viên. Action. Anh ơi, anh có yêu em không vậy? Dì ơi, con còn nhỏ lắm, con mới dậy thì mà. Ủa cái gì vậy? Em ơi, bé nó vậy sao tự nhiên kêu nó bằng dì được Cưng? Hai đứa đang yêu nhau, tình cảm, ngang tuổi nhau, đừng kêu nhau bằng dì, không được. Thôi, tôi không làm ở đâu. Kịch bản lung cao lung côm, ekip gì. Ông hứa với tôi nào mà rồi có một người đấy kia. Em ơi, ekip là ekip hùng hậu đàng hoàng, bé diễn viên này nổi tiếng mà em nói gì vậy? Không có nhiều đâu, ông trả tôi 8 triệu đi, tôi đi về đây. Gì? Đòi lại 8 triệu. Tụi em! Không! Dạ! Mày muốn gì? Hả? Ông tính ăn hiếp tôi à? Mày nói gì mày nói lại tao nghe ơi. Kịch bản tao lơm cơm hả? Ê, kiếm tao lố bịch hả? Tao nói nha mày biết nha. Không có cái đứa ca sĩ nào mà đưa 8 triệu đồng bạc ra mà tao quay cho một cái MV được chứ. Không có thời buổi này không ai làm chuyện vậy hết nha em nha. Ra ngoài đường muốn nổi tiếng hả? Đâu có dễ. Đừng có trách tụi anh. Tụi anh không có lừa gạt gì em hết. Trách á là trách em ngu. Em khờ, em muốn nổi tiếng nhanh thì em phải chịu thôi. Tôi muốn nổi tiếng, nhưng mà tôi không thể nổi tiếng tới cách này được. Ôi, cách này nó có gì đâu lạ đâu. Nè, cứ muốn nổi tiếng mà không muốn theo cách này. Muốn cách nào? Scandal hả? Không có nói nhiều. Em nhớ cái bản hợp đồng không? Ừ. Một, trong đó nghe theo lời anh. Hai, đền hợp đồng 20 triệu. Hả? Làm gì có hợp đồng làm 20 triệu? Không có điều khoản nó thế hết á. Bé này lại thanh ngô nữa rồi. Tội nghiệp quá à. Ông đưa tôi coi nào. Ngây thơ quá đi nè. Coi lại đi cưng. Mở ra cho khách coi. Nè, nhìn cho kỹ vô. Bao nhiêu tiền. Ê, ý định xé bỏ hả cưng? Cưng nhớ cưng ký 2 bản hợp đồng không? Anh còn giữ 1 bản. Em ơi, đầu anh bây giờ lắc ra là sạn không nha cưng. Đừng quyết định lừa anh. Bây giờ nè. 1, đền 20 triệu tiền hợp đồng. 2, đi theo anh hát đám ma, đám cưới, lô tô, mở cửa mã đầy tháng 49 ngày. Tao kêu mày làm cái gì? Mày phải làm cái đó cho tao. Mấy người lừa tôi. Lời nói đầu tiên cho Mỹ Yến xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả mọi người. Dạ, hôm nay Mỹ Yến giọng hơi bị khàn nên không thể hát phục vụ mọi người như mọi ngày. Hy vọng mọi người vẫn sẽ mua kèo ủng hộ cho Mỹ Yến à. Vô chị cái mặt quen lắm luôn á. Như là bà thấy cái chương trình gì mà bà được đặt cái giải gì. Mua giùm em nha. Ủa em, mà anh hỏi tí nè. Em đi chương trình gì anh nhìn quen lắm luôn á. Dạ em thấy nhiều quá em không nhớ nữa. Không nhớ. Mua giùm em nha. Sáng giờ anh mua gì, anh mua nhiều đồ anh hết tiền. Nè. Ông á, ông mới tới đây hay sao vậy hả? Chị này là chị nổi tiếng ở khu này luôn á. Hát rất là hay. Dạ chị dễ thương quá, mua giùm em kẹo nha chị. Dạ em không ăn kẹo. Thôi, dạ, Thành ở bên này nè. Nó thích hát gì lắm chị ơi. Mà chị là nổi tiếng nhất cái khu này nè. Hai người kết hợp để hát song ca đi đúng không? Đúng không? Không phải chị không muốn hát mà hồi trưa chị đi hát đám cưới rồi hát từ chiều tới giờ tắt tiếng luôn rồi. Đúng rồi, tắt tiếng nghe khàn tội ghê luôn, dễ sợ. Xô quá trời xô luôn. Ủng hộ em trai đó hát. Ok, hát đi. Hát đi em, Thành. Trời ơi. Cảm ơn em trai nhiều nha. Nhờ em mà bữa nay chị bán hết kẹo rồi, chỉ còn bánh thôi. Không có gì đâu chị. Hôm nay em đã bị mất niềm tin vào bản thân mình. Em không ngờ là trong một không gian như thế này, hoàn cảnh này mà em có thể hát được như vậy. Cảm ơn chị nhiều. Em hát hay lắm. Em thấy không? Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc á. Mình đâu cần là phải có một cái sân khấu hoành tráng hay là mấy ngàn khán giả đâu. Nghệ sĩ thực thụ á là chỉ cần được sống với ước mơ, với đam mê của mình, thì dù cho một hai khán giả đi chăng nữa thì nơi đó vẫn là thánh đường. Câu này hay quá à. Câu này của chị à? Câu này hả? Của một người thầy dạy diễn xuất của chị. Diễn xuất? Ồ, chị là diễn viên à? Chị chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà đam mê hết tất cả những lĩnh vực trong nghệ thuật luôn. Thật ra là em thấy chị cũng có khả năng mà. Sao chị không thử tham gia vào một chương trình, một dự án nào đó chính quy hơn, bài bản hơn? Chị nghĩ trong nghệ thuật thì đam mê thôi chưa đủ. Chị cần... Trời ơi! Không biết bây giờ con mình nó lang thang ở đâu. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Sao rồi anh Vượng? Không cần đâu. Anh cứ để nó hát. Nó hát cho thỏa mãn niềm đam mê của nó. Cảm ơn anh. Mình... Con mình sao rồi? Hả? Tình hình nó làm sao? Nó không sao. Chỉ mới trải qua một cú sốc lớn thôi. Cái gì? Một cú sốc lớn mà anh nói là không sao? Trời ơi, anh tỉnh bơ vậy. Một cú sốc lớn với thằng nhỏ đó. Không được. Em phải đi tìm con để mà giúp con. Giúp cái gì mà giúp? Bà lúc nào cũng giúp. Sau cú sốc này nó sẽ trưởng thành hơn. Làm sao mà trưởng thành được? Nó có 10 mấy 20 tuổi à. Nó gặp cú sốc á là nó không thể vượt qua được đâu. Mình ơi mình, hay là đưa con về nhà nha mình. Nha. Không được. Đây là con đường mà nó chọn. Nó muốn ra đường tập tành làm người lớn thì đây là lúc nó phải đối diện và đương đầu với thử thách.